Thầy tôi trao tặng cho cuộc đời cả tuổi thanh xuân, cả thời son trẻ, chẳng màng đến lợi ích cá nhân, không nghĩ đến tình cảm riêng tư nhỏ bé. Thầy chỉ biết cho đi mà không cần nhận lại về phía mình. Thầy như người lái đò chân thành, lái con đò tri giác đưa khách sang sông, từng đợt thế hệ một, tiếp nối nhau qua bờ trí tuệ, qua bến đỗ nhân sinh. Làm sao có thể đếm hết, biết bao khách đã sang sông, biết bao ước mơ được chấp cánh, biết bao khát vọng đã vươn xa. Cuộc đời thầy hy sinh, đó là quy luật muôn đời. Vẫn biết thế, nhưng trong con không sao nói hết tấm lòng thầy tôi. Bằng chứng minh thứ nhất, thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Thích Như Tín, Hòa Thượng Thích Viên Giác, Thượng Tọa Thích Đạt Đức, Thượng Tọa Thích Thông Đức, Thượng Tọa Thích Đức Trường, Thượng Tọa Thích Nhật Thiện, Hoan Hỷ, Quang Lâm. Cung thỉnh Thượng Tọa Thích Thiện Hòa, Quang Lâm an tọa bàn chứng minh thứ nhất. Tại bàn chứng minh thứ hai, trân trọng cung thỉnh Trưởng lão Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Huệ Trung, cung thỉnh Thượng Tọa Đạo Hiệu Thích Từ Tánh, cung thỉnh Thượng Tọa Đạo Hiệu Thích Từ Phát, Hoan Hỷ Quang Lâm an tọa tại các vị trí danh dự bằng chứng minh thứ hai. Chúng con kính cung thỉnh Chư Tôn Đại Đức Tăng Hoan Hỷ Quang Lâm về các vị trí danh dự ở trong hội trường mà chúng con đã sắp xếp Hoan Hỷ phân ban an tọa chứng minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Cung kính ngưỡng bạch quý tôn đức trưởng lão Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, chư Đại Đức Tăng, chư Tôn Đức Ni. Kính thưa quý vị quan khách, đại diện đảng, chính quyền thành phố, quận Tân Bình và các phường sở tại. Kính thưa quý nam nữ Phật tử, ngày hôm nay 21 tháng 11 năm 2018, nhằm ngày 15 tháng 10 năm Mậu Tuất, Đạo Tràng Chùa Giác Tánh long trọng cử hành lễ kỷ niệm 30 năm ngày xuất gia của Đại Đức Trụ Trì Đạo Hiệu Thích Từ Trí. Giờ phút này, để buổi lễ được chính thức bắt đầu, chúng con thành tâm cung thỉnh Chư Tôn Đức và mời toàn thể Pháp hội Đạo Tràng khởi thân niệm Phật cầu gia bị. Cung thỉnh Hòa Thượng chứng minh khởi niệm. Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Ca Chư Tôn Đức, mời Pháp hội đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bạch quý Tôn Đức Hòa Thượng chứng minh, chư Thượng Tọa, chư Đại Đức Tăng, chư Tôn Đức Ni. Kính thưa chư vị khách quý cùng quý nam nữ Phật tử, Đức Khổng Phu Tử có dạy rằng: tâm nhân đồng hành, tất hữu ngã sư yên. Tạm dịch rằng: ba người cùng đi chung, trong đó ít nhất có một người là thầy mình. Người thầy trong trường học và người thầy trên trường đời đều quan trọng và cần được tôn trọng giống nhau.
mỗi sự kiện, mỗi bước ngặt diễn ra trong cuộc đời là một bài học quý giá, là những bậc thầy tận tụy đã truyền trao những kinh nghiệm, kiến thức và nghị lực để chúng ta vững bước vào đời và thành tựu sự nghiệp. 30 năm trưởng thành trong ngôi Dạ Lam tự viện, thực hiện lý tưởng của người xuất gia là tác Như Lai sứ, hành Như Lai sự để thành tựu Như Lai hạnh nguyện. Đại Đức Thích Từ Trí đã nhận được nhiều sự trợ duyên, vun bồi và ngày một viên dung pháp thân huệ mạng để thể hiện sự tri ân đến các bậc nội hộ và ngoại hộ. Đồng thời, qua đó cũng nhắc nhở cho các hàng đệ tử, tài gia cũng như xuất gia vững niềm tin đối với Tam Bảo, thường tinh tấn để tự độ và hóa tha. Ngày hôm nay, 21 tháng 11 năm 2018, nhằm ngày 15 tháng 10 năm Mậu Tuất, trong âm hưởng dư vang của ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, Đạo tràng Chùa Giác Tánh trang nghiêm cử hành lễ kỷ niệm 30 năm ngày xuất gia của Đại Đức trụ trì Đạo hiệu Thích Từ Trí. Đó chính là lý do của buổi lễ hôm nay. Giờ phút này, thay lời ban tổ chức, chúng con xin được kính trình lên chư Tôn Đức và kính thưa đến chư vị khách quý nội dung của chương trình buổi lễ hôm nay như sau. 1. Nghiêm tịnh đạo tràng, cung thỉnh chư Tôn Đức quang lâm và niệm Phật cầu gia bị. 2. Tuyên bố lý do thông qua chương trình giới thiệu phương danh chư Tôn Đức và quý vị khách mời tham dự. 3. Phát biểu chào mừng và tri ân của Đại Đức trụ trì. 4. Đảnh lễ tri ân Hòa Thượng Ân Sư và tặng quà lưu niệm đến những thiện hữu tri thức. 5. Phát nguyện của đệ tử, tài gia và xuất gia. 6. Tặng hoa và quà chúc mừng. 7. Đạo từ của Hòa Thượng chứng minh. 8. Cảm tạ, hồi hướng và hoàn mãn. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa chư liệt vị, ngày hôm nay trong bầu không khí trang nghiêm và trọng thể này, ban tổ chức chúng con xin được cung đón và kính giới thiệu sự quang lâm quý báu của Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Đạo hiệu Thích Như Tín, thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chứng minh Ban trị sự Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh và Ban trị sự Phật giáo quận Tân Bình, chứng minh. Chúng con thành kính giới thiệu sự quang lâm chứng minh quý báu của Đức Hòa Thượng Đạo hiệu Thích Huệ Trung, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Tân Bình, Viện chủ Tổ đình Giác Lâm là y chỉ sư của Đại Đức trụ trì. Chúng con xin được giới thiệu sự quang lâm chứng minh của Hòa Thượng Đạo hiệu Thích Viên Giác, cố vấn Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Tân Bình, Phó trưởng Ban Hoằng Pháp Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Chúng con xin được giới thiệu sự quang lâm chứng minh của Thượng tọa Đạo hiệu Thích Đức Trường, Ủy viên Ban Thường trực Ban Hoằng Pháp Trung ương, Phó trưởng Ban Hoằng Pháp Ban trị sự Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Xin được kính giới thiệu sự quang lâm chứng minh của Thượng tọa Đạo hiệu Thích Thiện Hòa, Phó trưởng Ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Tân Phú, cố vấn Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Tân Bình. Xin được kính giới thiệu sự quang lâm chứng minh của Thượng tọa Đạo hiệu Thích Đạt Đức, Ủy viên Ban trị sự Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Tân Bình. Xin được kính giới thiệu sự quang lâm chứng minh của Thượng tọa Đạo hiệu Thích Nhật Thiện, Ủy viên Ban trị sự Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 10. Xin được kính giới thiệu sự quang lâm chứng minh của Thượng tọa Đạo hiệu Thích Thông Đức, Phó trưởng Ban trị sự kiêm trưởng Ban nghi lễ Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Tân Bình. Xin được giới thiệu sự quang lâm chứng minh của Thượng tọa Đạo hiệu Thích Từ Tánh, Ủy viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, trưởng Ban kinh tế tài chánh Ban trị sự Phật giáo quận Tân Bình, trụ trì Tổ đình Giác Lâm. Xin được kính giới thiệu sự quang lâm chứng minh của Thượng tọa Đạo hiệu Thích Từ Phát, Phó trụ trì Tổ đình Giác Lâm quận Tân Bình, trụ trì chùa Giác Diên quận 11. Và chúng con xin được kính giới thiệu sự quang lâm chứng minh của chư Tôn Đức,
thường trực và văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh kính giới thiệu Đại Đức Đạo hiệu Thích Hải Đạt, Phó Chánh văn phòng Ban trị sự Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh kính giới thiệu Đại Đức Thích Minh Bảo, Phó Chánh văn phòng Ban trị sự Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, Phó trưởng Ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cần Giờ. Xin được giới thiệu sự quang lâm chứng minh của Đại Đức Thích Trí Đức, Phó Chánh văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Xin được kính giới thiệu sự quang lâm chứng minh của Đại Đức Thích Chiếu Thiền, Phó thư ký kiêm Chánh văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Tân Bình. Xin được giới thiệu Đại Đức Thích Từ Trung, Phó trụ trì Tổ đình Giác Lâm, Ủy viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Tân Bình. Và xin được giới thiệu sự quang lâm chứng minh của Thượng tọa Đạo hiệu Thích Thiện Ngọc, là giáo phẩm của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Tân Bình. Và chúng con cũng xin được giới thiệu sự quang lâm chứng minh của Đại Đức Thích Từ Xuân, Ủy viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Tân Bình, thư ký Tổ đình Giác Lâm, A Di Đà Phật, xin được kính giới thiệu. Và chúng con cũng xin được cung đón sự quang lâm quý báu của Quý Tôn Đức Tăng, Quý Tôn Đức Ni trong và ngoài quận Tân Bình ngày hôm nay, cũng đáp lại lời mời của ban tổ chức cùng về chứng minh và tham dự buổi lễ hôm nay. Xin được trân trọng cung đón và kính giới thiệu. Về chư vị khách quý, đại diện các ban ngành, chúng tôi xin được trân trọng đón tiếp và giới thiệu sự thăng lâm chứng minh và tham dự của ông Đỗ Trung Tín, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Ngọc Phong, Phó trưởng Ban dân vận Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Xin được trân trọng giới thiệu bà Trần Ngọc Thanh, chuyên viên Ban tôn giáo thuộc Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh. Xin được trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Hồng Tiến, Ủy viên Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân quận Tân Bình. Xin được trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Điệp, Phó trưởng phòng Nội vụ quận Tân Bình. Xin được trân trọng giới thiệu ông Lê Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tân Bình. Và xin được giới thiệu ông Huỳnh Văn Bé, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tân Bình. Xin được trân trọng giới thiệu bà Võ Thị Phường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường 8 quận Tân Bình. Xin được giới thiệu ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 8 quận Tân Bình. Xin được giới thiệu ông Trần Anh Khôi, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường 8 quận Tân Bình. Và xin được trân trọng đón tiếp và giới thiệu sự thăng lâm quan trọng của quý vị khách quý của các đoàn thành phố quận Tân Bình và các phường 8, phường 10 sở tại đã dành thời gian về tham dự buổi lễ hôm nay. Xin được nhiệt liệt chào đón sự quan lâm quý báu của quý vị. Và đồng thời, ban tổ chức chúng tôi cũng được chào đón đông đảo quý nam nữ Phật tử của đạo tràng chùa Giác Tánh, đạo tràng chùa Giác Lâm cũng như các đạo tràng lân cận ngày hôm nay cũng đáp lại lời mời của ban tổ chức cùng về tham dự buổi lễ quan trọng này. Xin được nhiệt liệt chào mừng sự quang lâm quý báu của toàn thể liệt quý vị. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa chư liệt vị, và giờ phút này để buổi lễ được chính thức bắt đầu, xin được cung thỉnh Đại Đức Thích Từ Trí tiến ra phía trước để dâng lên chư tôn đức lời tác bạch để cảm niệm ân đức và chính thức khai cho buổi lễ hôm nay được chính thức bắt đầu. Xin được trân trọng cung thỉnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa Đại Đức Tăng Ni, ngưỡng bạch chư tôn thiền đức cùng liệt quý vị. Hôm nay trong không khí trang nghiêm, trang hòa, niềm hoan hỷ,
dưới ánh hào quang của mười phương chư Phật và sự chứng minh của chư Tôn Đức trong buổi lễ kỷ niệm 30 năm ngày xuất gia của con. Con vô cùng xúc động trước sự hiện diện của quý ngài và quý quan khách và nam nữ Phật tử. Mặc dù hôm nay là rằm hạ nguyên, quý ngài rất là nhiều Phật sự, nhưng vì tình đạo nghĩa đời mà chư Tôn Thiền Đức, Tăng Ni và quý liệt vị đã đến đây tham dự đông đủ, mang lại cho buổi lễ một chất liệu tình thương cao quý. Đây là nguồn cổ vũ lớn lao cho chúng con trên bước đường phụng sự đạo pháp và phục vụ nhân sinh, là niềm khích lệ tiếp sức cho chúng con dấn thân nối bước con đường thầy tổ với tâm nguyện là phụng sự chúng sanh, là cúng dường chư Phật. Kính bạch chư Tôn Đức, thấm thoát mà 30 năm đã trôi qua, những kỷ niệm vui buồn, những hạnh phúc khi cùng chư huynh đệ đồng sư tu học dưới mái chùa Giác Lâm cổ kính, không khí trong lành. Thoáng mát hình ảnh của bậc tiền bối tổ sư, tấm gương sáng ngời đạo hạnh của Hòa Thượng Ân Sư, khả kính đã cho chúng con những cảm nhận an lành trong từng phút giây hiện tại. Nhớ lại những ngày đầu bước chân vào đạo, hội đủ duyên lành, chúng con được thế phán xuất gia với Hòa Thượng Thượng Huệ Hà Sanh, viện chủ Tổ đình Giác Lâm. Ngài thì tuổi già sức yếu, những luồng sát cánh bên chúng con trong từng thời khóa tu học, từng lời nói hay từng bước đi của ngài đều là từng bước đi trong chánh niệm. Hình ảnh ấy khiến chúng con cảm kính vô cùng. Với tấm lòng vị tha nhân ái, ngài không rầy la đại chúng bao giờ, song phạm hạnh của thầy là sáng ngời, người là một tấm gương phản chiếu soi sáng tâm linh cho đại chúng. Rồi lớp sơ cấp và cầu cụ quận được khai mở tại Tổ đình Giác Lâm do thầy làm chứng minh cố vấn, con được theo học kinh luật luận với các bậc chư sơn thiền đức. Giữa năm 1991, con được Hòa Thượng Ân Sư cho phép chúng con thọ giới sa di. Sau khi thọ giới, con lại càng tinh tấn và nỗ lực hơn trước để không phụ lòng công ơn giáo dưỡng của thầy. 2 năm sau đó, trường trung cấp Phật học, bây giờ là trường cơ bản Phật học thành phố Hồ Chí Minh, khai giảng, chúng con được thầy cho phép theo học để thỏa mãn nhu cầu tri thức về Phật học. Trong thời gian theo học, Đại Giới Đàn Thiện Hòa được khai mạc tại Tổ đình Ấn Quang do Hòa Thượng Vạn Đức làm đàn đầu. Nhận thấy chúng con là hàng hậu tấn, có nhiều phước duyên kế thừa tổ nghiệp, nên thầy đã cho phép chúng con được thọ giới cụ túc để tiến tu đạo nghiệp trên con đường tu học cầu quả giải thoát. Chúng con được hàm chiêm pháp lạc, tăng trưởng giới thân huệ mạng. Sau khi tốt nghiệp trung cấp Phật học, con cùng với sư huynh Từ Tánh lại được thầy cho phép tiếp tục theo học trường cao đẳng chuyên khoa Phật học.
Thời gian này, Hòa Thượng Ân Sư về cõi Phật, chúng con đã gặp phải không biết bao nhiêu những gian nan thử thách, có lúc tưởng chừng như ngã quỵ, nhưng nhờ tình thương bao la của sư chú là Hòa Thượng Thích Huệ Chung đã thể hiện lòng từ bi và sắp tấn cho chúng con tu học, giúp chúng con vượt qua mọi phong ba của cuộc đời sinh tử mênh mông vô tận, có được năng lực phụng sự chúng sanh, hoằng truyền Phật đạo. Bên cạnh đó, con còn được sư huynh từ tánh với trách nhiệm là trưởng huynh đã thể hiện hết tinh thần quyền huynh thế phụ, nâng đỡ cho chúng con có đủ năng lực và thử thách. Không trong gai của đời tu sĩ, trên con đường thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh, năm 2010, con được Hòa Thượng Thích Nhật Quang đề xuất ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, cũng như được sự hỗ trợ của ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Tân Bình, quyết định cho con về quản tự chùa Giác Tánh. Rồi từ đây, chúng con phải gánh chịu bao nhiêu hoạn nạn, nào là tranh chấp, khiếu kiện, chùa thì thiếu trước hụt sau. Rồi chúng con cũng cố gắng vượt qua, vì biết rằng đây chính là duyên nghiệp, và tiếp theo là bước ngoặt quan trọng. Vào giữa năm 2011, con thâu nhận đệ tử xuất gia đầu tiên của con là Đại Đức Chí Lực, rồi dần dần thâu nhận đệ tử tại gia quy y hướng Phật, hướng dẫn Phật tử tu học theo chánh pháp của Như Lai, rồi từng bước tháo gỡ những phút gút mắt và một lòng lo cho Tam Bảo. Năm 2013, được sự ủng hộ của chính quyền địa phương các cấp, cho con xây dựng cổng chùa, tạo cho không gian được trang nghiêm, nhưng cũng còn vướng tranh chấp của gia đình họ tộc, còn nằm trong khuôn viên chùa để giải quyết tranh chấp cùng gia đình họ tộc, thuyết phục cho họ đồng ý nhận tiền bồi thường trong sự hoan hỷ, số tiền 1 tỷ vào năm 2014. Lúc này việc tranh chấp cũng tạm ổn, thầy trò chúng con lại tinh tấn tu học và làm từ thiện xã hội, thực hiện hiến chương giáo hội và chính sách của giáo pháp, sách pháp luật nhà nước, làm tốt đời đẹp đạo, để ghi nhận 5 năm qua quá trình nhận chùa, đánh dấu những khó khăn đã giải quyết. Chúng con được giáo hội và nhà nước chấp thuận và chính thức bổ nhiệm chủ trì vào năm 2015. Năm 2016, đủ duyên lành và nhờ quay thần Tam Bảo gia hộ, xây chuyển được Phật tử Huệ Ngộ, đã khởi niệm, khởi tâm quy động quý nam nữ Phật tử chung sức chung lòng cùng nhau vận động chung tay để chúng con hoàn thành tâm nguyện xây dựng lại ngôi Tam Bảo, dù không nguy nga tráng lệ, không chùa cao Phật lớn, nhưng cũng đủ đáp ứng cho tăng chúng và Phật tử có nơi tu tập, và cũng còn nhiều khó khăn cho chúng con.
vì tiến độ xây dựng quá nhanh mà sự phát tâm cúng dường có phần hạn hẹp, nên chúng con cũng còn vướng mắc những khó khăn động lại. Năm 2017 được Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố bổ nhiệm cho chúng con làm phó ban kiêm chánh thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Tân Bình. Việc khó khăn trước mắt còn tồn động, chúng con sẽ cố gắng tu tập, khắc phục những chướng duyên và cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho mọi việc được tốt đẹp. Chúng con nghĩ rằng bao khó khăn thử thách rồi cũng qua, hy vọng ánh bình minh lại tỏa sáng. Điều quan trọng nữa mà chúng con chưa thực hiện được là trường học chưa được giải quyết trong năm nay. Để niềm vui được trọn vẹn, cầu mong Tam Bảo gia hộ các cấp lãnh đạo và giáo hội sớm hỗ trợ cho con thực hiện được ước mơ này. Hôm nay lễ kỷ niệm 30 năm xuất gia của con, cũng từ buổi lễ này chúng con sẽ nỗ lực hết mình trên con đường hoằng pháp lễ sanh, ngõ hầu báo đáp công ơn của chư tôn thiện đức và thầy tổ trong muôn một. Con xin chân thành tri ân Thượng tọa Thích Nhật Thiện là người bạn đồng học đã gắn bó lâu năm với chúng con từ khi còn ở tổ đình Giác Lâm, giúp đỡ nhiều về tinh thần tu học và làm đạo. Chúng tôi cũng xin cảm niệm và nhiệt liệt tán dương công đức của quý thiện nam tín nữ gần xa đã tạo mọi điều kiện cho chúng tôi hoàn thành mọi Phật sự trong thời gian vừa qua. Nguyện làm chọn nhiệm vụ cao cả sứ giả Như Lai, thực hiện đúng lời Phật dạy và tâm nguyện của thầy tổ. Trọng trách thì quá lớn mà khả năng chúng con thì có hạn. Kính mong chư tôn thiện đức từ mẫn chỉ dạy cho chúng con trên bước đường phụng hành Phật sự. Xin chân thành tri ân cùng chư tôn hòa thượng, thượng tọa đại đức tăng ni và quý Phật tử đã dành thời gian quý báu về tham dự đông đủ, góp phần cho buổi lễ thành tựu, tận tình giúp đỡ cho chúng con từ trước nay đến hiện tại và sau này. Xin thành tâm kính dâng lên chư tôn đức lời nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho quý ngài pháp hỷ vô biên, tuệ đăng thường chiếu, Phật sự viên thành. Nam mô Thượng Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bạch chư tôn đức, vừa rồi là đôi dòng tri ân và nhắc nhớ những kỷ niệm trong suốt 30 năm xuất gia của Đại Đức Trụ Trì. Những lời chân thành, mộc mạc, song đó là những lời từ đáy lòng của Đại Đức Trụ Trì. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa chư liệt vị, sau khi Hòa Thượng Tôn Sư là Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Đạo Hiệu Thượng Huệ Hà Sanh Viên Tịch, Đại Đức Trụ Trì đã được sư chú là Hòa Thượng Đạo Hiệu Thượng Huệ Hà Trung cưu mang như đệ tử ruột của mình. Ngày hôm nay kỷ niệm 30 năm đánh dấu một quá trình tu học. Quá trình đó, sự hỗ trợ, sự nâng đỡ và dắt dìu của Hòa Thượng Huệ Sanh là một công đức vô cùng to lớn. Trên tinh thần đó, ngày hôm nay trong buổi lễ trọng thể này, Đại Đức Trụ Trì xin thành kính đảnh lễ, dâng nén tâm hương lòng thành lên cúng dường Hòa Thượng Ân Sư Sư Chú Đạo Hiệu Thượng Huệ Hà Trung. Bằng sự chân thành đó, những bông hoa tinh khiết, những chén trà thơm xin được dâng lên Hòa Thượng Ân Sư để tỏ lòng tri ân vô tận. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Xin pháp hội cho một tràng pháo tay thật lớn. Đây
chén trà thơm của lòng con những người đệ tử kính dâng Thầy, ngưỡng nguyện Thầy luôn luôn được mạnh khỏe để chúng con được hậu cần bên Thầy để tỏ lòng tri ân sâu sắc nhất. Nam Mô A Di Đà Phật. Giờ phút này Đại Đức Trụ Trì và Chư Tăng Nội Từ đảnh lễ Hòa Thượng Ân Sư Tam Bái. Nhưng tôn đảnh lễ Hiện Tiền Hòa Thượng Ân Sư Tịnh Chư Tôn Thiền Đức Tam Bái. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa Chư Liệt Vị, ngày hôm nay và giờ phút này ban tổ chức chúng con cũng xin được vừa nhận thấy sự quan lâm quý báu của quý tôn đức cũng như quý vị khách mời đã quan lâm về tham dự, xin được trân trọng đón mừng và giới thiệu sự quan lâm của ông Nguyễn Xuân Tiến, Phó trưởng ban dân vận quận ủy quận Tân Bình, xin được giới thiệu. Xin được giới thiệu ông Nguyễn Phú Phước, Phó trưởng ban dân vận quận ủy quận Tân Bình, xin được giới thiệu. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa Chư Liệt Vị, trên lộ trình học đạo, hành đạo và hoằng dương chánh pháp, Đại Đức Trụ Trì Đạo Hiệu Thích Từ Trí đã được sự gia tâm, hỗ trợ, che chở của quý Tôn Đức Trưởng Lão, quý vị đồng sự, quý vị đồng nghiệp cũng như quý nam nữ Phật tử xa gần, để ngày hôm nay ngôi chùa giác tánh này được trang nghiêm và tú lệ. Để tỏ lòng tri ân đó, giờ phút này và trong buổi lễ trang nghiêm trọng thể ý nghĩa này, Đại Đức Trụ Trì xin có các phần quà để tặng lưu niệm, để gửi lời tri ân sâu sắc đến quý vị nam nữ Phật tử, ngoại hộ và nội hộ cho đạo tràng cũng như cá nhân của Đại Đức. Giờ phút này xin mời Phật tử Nguyễn Thị Đào, pháp danh Hồng Cầu, Hồ Thị Em, pháp danh Diệu Anh, Lưu Thị Bích Ngọc, pháp danh Diệu Chánh, Nhan Thị Bé, pháp danh Diệu Hiền, Lê Thị Nhường, pháp danh Huệ Tiên, Hoàng Thị Khuy, Võ Thị Kim Liên, pháp danh Huệ Ngộ, Trần Thị Kim Ngữ, pháp danh Huệ Từ và Hoàng Thị Quý, pháp danh Diệu Âm, Diệu Ngọc, tiến vào phía trong hội trường để nhận những phần quà tri ân của Đại Đức Trụ Trì. Xin quý vị trong ban hỗ trợ tiếp lễ, mời quý Phật tử nhanh chóng tiến vào bên trong và các phần quà chuẩn bị để Đại Đức Trụ Trì gửi đến với quý nam nữ Phật tử. Một lần nữa xin mời quý Phật tử đã được xướng danh tiến vào phía bên trong. A Di Đà Phật, vừa rồi chúng tôi cũng nhận thấy các vị lãnh đạo của quận ủy, nhà dân vận cũng vừa về để tham dự buổi lễ hôm nay. Một lần nữa chúng tôi cũng cảm tạ và tri ân đến các cấp lãnh đạo chính quyền thành phố cũng như quận và phường sở tại đã tạo điều kiện cho chúng tôi trong thời gian qua khi nhận chùa giác tánh cũng đến ngày hôm nay. Một lần nữa xin nguyện cầu tam bảo gia hộ cho các cấp lãnh đạo từ thành phố, quận cho đến phường được an lạc hạnh phúc. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Một lần nữa giờ phút này xin mời quý Phật tử chúng ta đứng dậy, chúng ta đứng dậy và quý vị quay mặt ra phía bên ngoài hội trường. Các phần quà xin được tiến vào bên trong để Đại Đức Trụ Trì sẽ tặng những phần quà tri ân, những kỷ niệm chương tri ân đến quý nam nữ Phật tử. Sư chú Trí Hạnh sắp xếp cho quý Phật tử đứng chính giữa để nhận quà từ tay của sư phụ. Các kỷ niệm chương, các bằng công đức, các phần quà thể hiện sự tri ân của Đại Đức Trụ Trì gửi đến quý nam nữ Phật tử, nội hộ và ngoại hộ cho đạo tràng. Giờ phút này xin các phần quà được tiến vào và Đại Đức Trụ Trì xin gửi đến tận tay cho quý nam nữ Phật tử. Đạo Pháp Sương Minh do Tăng già Hoằng Hóa, Thiền Môn Nghiêm Tịnh bởi Đàn Việt phát tâm. Sự phát tâm của nam nữ Phật tử xa gần
đã, sẽ và mãi mãi sẽ là nguồn sống, là chất liệu để đạo Phật được vươn xa, để Già Lam được hưng thịnh. Xin những tràng pháo tay thật dài để tri niệm công đức và cảm ơn đến quý nam nữ Phật tử là những vị hộ pháp, nội hộ, ngoại hộ cho đạo tràng chùa Giác Tánh nói riêng và tất cả các Già Lam tự viện trong và ngoài quốc thổ Việt Nam. Phần quà khẩn trương, chúng ta gửi trước để tí xíu nữa chúng ta sẽ đổi cho đúng tên A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, và mời đại đức trụ trì cũng nán lại để chụp tấm hình lưu niệm với quý nam nữ Phật tử. Một lần nữa xin một tràng pháo tay thật dài và thật lớn để cảm niệm công đức quý nam nữ Phật tử. A Di Đà Phật xin thành kính niệm ân rất nhiều. Những phần quà, những bông hoa tươi thắm, tinh khiết là tặng phẩm của đất trời. Xin một tràng pháo tay để một lần nữa cảm niệm và cảm ơn đến toàn thể chư liệt vị A Di Đà Phật. Mời quý Phật tử trở về vị trí an tọa và mời đại đức trụ trì hoan hỷ quang long về bằng chứng minh thứ hai đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa chư vị khách quý và quý nam nữ Phật tử, là những người đệ tử thọ ân của sư phụ, là những người đệ tử xuất gia cùng đệ tử tại gia bao năm qua được sự dắt dìu của sư phụ, ngày hôm nay trong buổi lễ trang nghiêm và trọng thể này, xin mời quý tăng tại đạo tràng chùa Giác Tánh cũng như đại diện quý Phật tử ra phía trước để kính dâng lên sư phụ lời cảm niệm ân sư. Giờ phút này xin mời đại đức trí lực, mời chư tăng tại nội tự và đại diện Phật tử tiến vào bên phía trước để dâng lên hòa thượng đại đức trụ trì lời cảm niệm ân sư A Di Đà Phật. Xin mời chư tôn đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, chư tôn thiền đức tăng, quý ni trưởng, quý ni sư, chư tôn thiền đức ni. Ngưỡng bái bạch trên ân sư khả kính sư phụ. Ngưỡng bái bạch trên chư tôn đức. Hôm nay là ngày 15 tháng 10 năm Mậu Tuất. Con tỳ kheo Thích Chế Lực là trưởng tử của sư phụ Thượng Từ Hạ Chí. Vào giờ này chúng con đối trước hình ảnh chiếc bình y rực rỡ của các ngài mà chúng con hồi tưởng lại 30 năm về trước, gần 1/3 của thế kỷ mà sư phụ của chúng con đã tận tụy trải qua biết bao nhiêu gian nan công khó để rồi hôm nay được gầy dựng trên mái chùa Giác Tánh để cho tăng chúng và đệ tử chúng con
cũng như Phật tử tại gia và tử chúng được có may ấm mà tu học, con xin đại diện cho tứ đệ tử tứ chúng dâng lên lời tác bạch cúng dường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, quý ni trưởng, quý ni sư, chư tôn đại đức tăng ni chứng minh. Kính bạch sư phụ khả kính. Chúng con là những đệ tử tại gia và xuất gia của sư phụ. Bao năm qua được bao học, theo học Phật Pháp tại các đạo tràng, chúng con chỉ cảm nhận được phần nào những nhọc nhằn của người qua các công việc. Đôi lúc bị chết gầy, nhưng chúng con đã không ít lần vụng về nghỉ quấy. Hôm nay chúng con mới cảm nhận được những khó khăn mà Thầy đã âm thầm chịu đựng và vượt qua, để rồi lấy sự bình yên, ổn định cho huynh đệ chúng con an thân tu tập. Bạch Sư Phụ, huynh đệ chúng con, mỗi người mỗi chủng tử biệt nghiệp, bao năm qua được cộng trụ với nhau mái chùa thân thương giác tánh này, bao lần lầm lạc là bấy nhiêu lần khuyên găn sách tấn, song chúng con vẫn tánh nào tật nấy, làm được tí việc nhỏ nhoi thì đã coi như trọng đại, ngày càng tích góp và xây dựng cho ngôi nhà tự ngã càng cao dày. Rồi huynh đệ mất truyền thống với nhau, già lam mất đi sự hòa kính, những tật cũ chưa chuyển hóa mà thói mới đã thấm nhuần, bồng bềnh trôi theo mật ngọt lợi danh. Xây giả mộng trên các bờ ảo mộng, sư phụ ngậm ngùi dõi theo những dấu hằn nghe dạy, lặng lẽ đỡ nâng nước mắt ngược dòng. Chúng con cảm biết rằng những lời hứa vẫn chỉ là ngôn ngữ, là gỏng không nếu chỉ thoáng qua môi. Chúng con không hứa nữa, chỉ viện lòng cố gắng hàng nói mọi vách ngăn, kết nối nghĩa đệ huynh, sống luật hòa sách tấn chuyển nghiệp nhân, kết hướng giới đức dâng lên cúng dường tri ân sư phụ. Nguyện nỗ lực ngay khi còn có thể để sư phụ an tâm sống khỏe với chúng con. Hôm nay kỷ niệm 30 năm ngày xuất gia của sư phụ, chúng con cũng xin nguyện xuất gia từng ngày, từng giờ, từng sát nha na, để ra khỏi nhà thế tục ganh đua, nhà phiền não thiêu đốt và nhà tam giới đọa lạc, để xứng đáng với ân đức của sư phụ và tứ trọng thâm ân. Ngưỡng nguyện tam bảo thường gia hộ ví tôn đức và sư phụ thường lạc trong chánh pháp. Nam mô đại hạnh phổ hiền bồ tát ma ha tát tát đại chứng minh. Sự chân thành, sự trọn vẹn được gói gọn
trong những lời bình dị nhất. Bây giờ này, chư Tôn Đức khởi thân để đảnh lễ hiện tiền chư Tôn Đức và sư phụ ba lễ. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa chư liệt vị, ngày hôm nay cùng về chứng minh tham dự và chúc mừng buổi lễ này, ban tổ chức, chúng con cũng như đại đức trụ trì đã nhận được rất nhiều những cảm tình của quý Tôn Đức cũng như các đơn vị cá nhân gửi về. Và giờ phút này chúng con xin được mời đại đức trụ trì tiến ra phía trước để nhận những phần quà, những lẵng hoa chúc mừng từ các đơn vị và cá nhân gửi về. A Di Đà Phật, kính cung thỉnh đại đức. Và trước tiên xin được mời lẵng hoa chúc mừng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời ông Đỗ Trung Tín, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tiến lên để trao lẵng hoa chúc mừng. Xin mời lẵng hoa. Quý vị trong ban tiếp lễ hỗ trợ các lẵng hoa chuẩn bị. Và tiếp theo là lẵng hoa của ban dân vận thành ủy. Đây, những bông hoa tươi thắm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Xin một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng và cảm ơn sự quan tâm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. A Di Đà Phật. Xin một lần nữa cảm ơn ông Đỗ Trung Tín rất nhiều. Xin mời ông trở về an tọa. Và tiếp theo là xin mời lẵng hoa chúc mừng của ông Nguyễn Ngọc Phong, Phó trưởng ban dân vận thành ủy. Xin mời ông Nguyễn Ngọc Phong tiến lên phía trên để tặng hoa chúc mừng. Xin một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn những lẵng hoa tươi thắm của ông Nguyễn Ngọc Phong, Phó trưởng ban dân vận thành ủy. Xin cảm ơn rất nhiều. Và tiếp theo là xin mời lẵng hoa của ban tôn giáo thành phố thuộc Sở Nội vụ. Xin mời phần quà của ban tôn giáo thành phố. Và giờ phút này xin mời bà Trần Ngọc Thanh, Phó phòng nghiệp vụ 1 ban tôn giáo thành phố, sẽ thay mặt cho ban tôn giáo thành phố tặng phần quà chúc mừng. A Di Đà Phật. Xin một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng và tôn vinh phần quà của ban tôn giáo thành phố. A Di Đà Phật. Xin cảm ơn rất nhiều. Và tiếp theo là xin lẵng hoa của văn phòng ban trị sự Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Giờ phút này xin mời đại đức Thích Hải Đạt, Phó chánh văn phòng ban trị sự Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh tiến ra phía trước để tặng lẵng hoa chúc mừng. A Di Đà Phật. Xin một tràng pháo tay thật lớn để tôn vinh những lẵng hoa tươi thắm, những bông hoa tươi thắm của đại diện chư Tôn Đức văn phòng ban trị sự Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Và tiếp theo là xin mời lẵng hoa của quận ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tân Bình tiến vào để chúc mừng cho buổi lễ hôm nay. Và chúng tôi xin được trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Hồng Tiến, Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Nhân dân quận Tân Bình tiến lên để trao lẵng hoa tươi thắm của Đảng ủy và Hội đồng Nhân dân quận Tân Bình. Xin tặng lẵng hoa tươi thắm và tặng một tràng pháo tay thật lớn và thật dài. Xin được cảm ơn rất nhiều. Và tiếp theo là xin mời lẵng hoa của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Tân Bình. Và giờ phút này chúng con xin được cung kính cung thỉnh Đức trưởng lão Hòa thượng Đạo hiệu Thích Như Tín, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Tân Bình. Và chúng con xin được mời Thượng tọa Thích Thông Đức, Phó trưởng ban kiêm trưởng ban nghi lễ Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Tân Bình tiến lên phía trước để tặng lẵng hoa tươi thắm của chư Tôn Đức Ban trị sự Giáo hội Phật giáo quận Tân Bình chúc mừng buổi lễ hôm nay. A Di Đà Phật.
và xin Đại Đức trụ trì tiến lên phía trước để nhận lẵng hoa tươi thắm của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Tân Bình. Và tiếp theo, chúng tôi xin mời lẵng hoa cũng như khánh mừng của Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 8 tặng mừng trong buổi lễ hôm nay. Xin mời lẵng hoa và khánh mừng A Di Đà Phật. Và xin mời đại diện của phường 8 tiến lên phía trên để tặng lẵng hoa cũng như phần quà chúc mừng cho buổi lễ hôm nay, chúc mừng 30 năm xuất gia của Đại Đức trụ trì chùa Giác Tánh. Xin một tràng pháo tay thật lớn và thật dài để tôn vinh lẵng hoa cũng như phần quà chúc mừng của đại diện phường 8 A Di Đà Phật. Và xin chân thành cảm ơn rất nhiều và xin mời quý vị trở về vị trí an toàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bạch chư tôn đức, kính thưa chư liệt vị. Ngày hôm nay ban tổ chức chúng con cũng đón nhận được rất nhiều những lẵng hoa tươi thắm và những phần quà từ quý tôn đức cũng như các đơn vị và cá nhân gửi về chúc mừng buổi lễ hôm nay. Song do thời gian có hạn cho nên chúng con xin được phép thông qua phương danh và danh sách của chư tôn đức cũng như các đơn vị cá nhân đã gửi về chúc mừng. Chúng con xin được tôn vinh lẵng hoa của Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Nhật Hỷ, Thượng Tọa Đạo Hiệu Thích Nhật Thiện, Thượng Tọa Đạo Hiệu Thích Trung Nguyện, Thượng Tọa Đạo Hiệu Thích Tâm Hoa, Thượng Tọa Đạo Hiệu Thích Từ Phát, Thượng Tọa Đạo Hiệu Thích Thiện Ngọc, Đại Đức Đạo Hiệu Thích Trung Hiếu, Đại Đức Đạo Hiệu Thích Trí Bửu, Đại Đức Đạo Hiệu Thích Phước Tấn, chư tôn đức tại đạo tràng chùa Hải Quang, chùa Hiển Quang, vân vân đã gửi những lẵng hoa tươi thắm về chúc mừng buổi lễ hôm nay. Chúng con xin được vinh danh những lẵng hoa tươi thắm và xin chân thành cảm ơn những tấm lòng của quý tôn đức và các đơn vị đã gửi về chúc mừng. Xin một tràng pháo tay thật lớn để tôn vinh và chúc mừng A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa chư liệt vị, không khí trang nghiêm và trọng thể này và sự thành tựu trong lộ trình tu nhân học đạo tác Như Lai Sứ hành Như Lai Sự của Đại Đức trụ trì luôn luôn được sự che chở, sách tấn và dẫn đầu dẫn dắt của quý tôn đức lãnh đạo các cấp giáo hội. Và giờ phút này chúng con xin được lắng nghe những đạo từ của chư tôn đức chứng minh. Và giờ phút này chúng con thành kính cung thỉnh Đức Hòa Thượng Đạo Hiệu Thượng Viên Hạ Giác, Cố vấn Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Tân Bình sẽ ban đạo từ cho Pháp hội hôm nay. Chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng. Và giờ phút này xin mời Đại Đức trụ trì tiến lên phía trước để được tiếp nhận những đạo từ của chư tôn đức chứng minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng chứng minh Ban trị sự Phật giáo quận Tân Bình, Thượng Huệ Hà Trung. Kính bạch chư tôn thiền đức hiện diện chứng minh buổi lễ kỷ niệm 30 năm xuất gia của Đại Đức Thích Từ Trí tối hôm nay. Cho phép tôi được thay lời cho chư tôn Hòa Thượng chứng minh có đôi lời đạo từ đối với là Đại Đức Thích Từ Trí. Kính thưa quý vị và kính thưa Đại Đức, hôm nay chúng tôi rất xúc động khi được tham dự một cái chương trình lễ hết sức đặc biệt, đó là kỷ niệm 30 năm xuất gia của Đại Đức. Và đây, cái buổi lễ đặc biệt là bởi lẽ chúng tôi cũng chưa ít khi tham dự những chương trình như thế này. Nhưng mà qua chương trình này, chúng tôi thấy rõ cái thiết tha của Đại Đức đối với con đường phụng sự Phật Pháp, đối với sự nghiệp xuất gia của mình. Và thấy rõ được cái tấm chân tình của các đệ tử từ xuất gia cho đến tại gia bày tỏ lên đối với Đại Đức. Qua đó chứng tỏ Đại Đức
đã có rất nhiều dày công để đào tạo giáo dưỡng. Và đặc biệt chúng tôi cảm thấy xúc động là khi mà Đại Đức đảnh lễ dâng hoa, dâng trà cho Hòa Thượng Thường Huệ Hà Trung là sư chú của mình và hôm nay đại diện cho thầy của mình. Chúng tôi có cơ duyên được gắn bó với Phật giáo quận Tân Bình và đặc biệt là gắn bó với Tổ đình Giác Lâm. Trong đó, sư phụ Thường Huệ Hà Sanh, người trụ trì Tổ đình Giác Lâm, là người mà chúng tôi rất là kính mến, một người đạo đức hiền hậu, làm tiêu biểu cho tinh thần từ bi hỷ xả vô ngã vị tha của đạo Phật. Và chúng tôi cũng có gắn bó với chương trình giảng dạy tu học tại Tổ đình Giác Lâm và chúng tôi cũng có thời gian giảng dạy cho Đại Đức Từ Trí. Và một trong những người học trò có được sự thành đạt lớn hôm nay và chúng tôi cảm nhận cái đường đi của Đại Đức theo lộ trình mà Đại Đức đã đi qua từ Giác Lâm đến là chùa Giác Tánh, biết bao nhiêu gian lao cực khổ. Những thành tựu hôm nay quả thực chúng tôi không ngờ tới, không lường được, không tính được, bởi vì chúng tôi thấy Đại Đức người nhỏ con, vừa là sức khỏe có vẻ như yếu, rồi thấy có vẻ như là đơn thân độc mã, nhưng mà rồi được Đức Tổ Ân Tổ Sư chiếu cố, được chư tôn đức trưởng thường quan tâm, huynh đệ thương mến, rồi qua đó được sự hỗ trợ của các cấp chính quyền, rồi giáo hội cũng như là Phật tử mà đã gây dựng nên được sự nghiệp hôm nay như thế, quả thực là đáng mừng và đáng để tán dương công đức. Và như người xưa nói, tam thập nhi lập, 30 năm, 30 tuổi, nhưng mà mình gọi là 30 năm ở trong đạo cũng là tuổi để gọi là lập thân. Thì cái lập thân ở trong Phật giáo không phải là lập nên công danh sự nghiệp, cũng không phải là những hình ảnh, hình thức, chùa chiền hay những thành tựu mang tính hình là bên ngoài. Mà lập thân đối với đạo Phật ở đây chính là lập được con đường tâm linh của mình, định hướng được con đường tâm linh hướng về giác ngộ giải thoát, tức là không còn bị xô đẩy bởi tám gió cuộc đời sống nữa, không bị là lôi cuốn theo dòng đời tục lụy, không bị xô đẩy bởi những cái gọi là ảo ảnh của đời, mà mình đặt tâm mình vào con đường thánh đạo. Mỗi bước đi từ đây trở đi, chúng tôi nhận thấy rõ Đại Đức đã có được con đường trước mặt. Và như thế, đối với người xuất gia tu học, đó là điều thành tựu tốt đẹp nhất. Và hôm nay, trước sự chứng minh của chư tôn đức, trước sự tham dự chứng kiến của quý vị đại diện chính quyền, mặt trận, ban ngành, đoàn thể các cấp, chúng tôi một lần nữa thay mặt chư tôn thiền đức chứng minh tán dương công đức đạo tâm cũng như những sự kiên cường trong sự nghiệp giác ngộ giải thoát và hoằng dương Phật pháp của Đại Đức Từ Trí. Chúng tôi nguyện cầu ơn trên tam bảo gia hộ để Đại Đức tiếp tục con đường của mình một cách vững chãi và chân cứng đá mềm, vượt qua tất cả những gian lao trở ngại để đạt được chí nguyện thành tựu của người xuất trần vi thượng sĩ. Nguyện cầu cho sự nghiệp của Đại Đức ở tại chùa Giác Tánh cũng như giáo hội chung thành tựu viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính ngưỡng bạch trên chư tôn Hòa Thượng chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng. Vừa rồi chúng con thật hạnh phúc nhân kỷ niệm 30 năm xuất gia của chúng con để đánh dấu những bước ngoặt trong cuộc đời tu học của chúng con, được lời di huấn của Hòa Thượng nhắc nhở, động viên cho chúng con làm cho chúng con gợi nhớ lại khi thở ban sơ. Chúng con cũng được ngồi ghế nhà trường tại Tổ đình Giác Lâm, được sự chỉ dạy và học từ lớp sơ cấp do Hòa Thượng đã chỉ học cho chúng con.
Chúng con xin chân thành cảm niệm và tri ân công đức của Chư Tôn Hòa Thượng Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng đã từ bi quan hỷ chứng tích quan lâm về chùa Giác Tánh để chứng minh và tham dự buổi lễ kỷ niệm này. Và cũng xin chân thành cảm niệm công đức của ban chủ trì tổ đình Giác Lâm. Thứ nhất là sư chú cho chúng con thực hiện được cái tâm nguyện của chúng con, dâng lên những tách trà để cúng dường lên Hòa Thượng, để cho chúng con cảm thấy trong lòng vơi đi được phần nào và rất là vui mừng trong buổi lễ hôm nay. Cũng như Thượng Tọa Từ Tánh chủ trì tổ đình Giác Lâm cùng huynh đệ ban chủ trì và tất cả các chư tôn đức thường trực ban trị sự thành hội Phật giáo, và xin chân thành cảm ơn các cấp lãnh đạo thành phố cũng như quận Tân Bình và phường 8 sở tại đã đến đây chúc mừng và có những phần quà và hoa để tặng những cái buổi lễ hôm nay. Và xin nguyện Tam Bảo gia hộ cho Chư Tôn Hòa Thượng Thượng Tọa Đại Đức Tăng, chư huynh đệ đồng môn tu học, các cấp lãnh đạo cũng như quý nam nữ Phật tử được vô lượng an lạc, vô lượng cát tường và luôn luôn thành tựu mọi sở cầu, sở nguyện của mình. Một lần nữa nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho Chư Tôn Hòa Thượng Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni, quý lãnh đạo các cấp thành phố, quận và phường và nam nữ Phật tử hiện diện trong buổi lễ hôm nay vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa chư liệt vị, hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, buổi lễ kỷ niệm 30 năm ngày xuất gia của Đại Đức trụ trì chùa Giác Tánh đã thành tựu trong bầu không khí trang nghiêm và trọng thể. Giờ phút này, chúng con thành kính cung thỉnh Chư Tôn Đức mời toàn thể quý vị khởi thân hồi hướng hoàn mãn kính cung thỉnh Hòa Thượng chứng minh khởi niệm hồi hướng. Em công đứng này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Vâng, cung nghìn giờ này cung thỉnh quý tôn đức trở về phòng một khách giải lao. Và chúng tôi một lần nữa cũng mời quý vị khách quý đại diện các ban ngành hoan hỷ lưu lại để dùng bữa cơm thân mật với đạo tràng chùa Giác Tánh. A Di Đà Phật. Thầy tôi trao tặng cho cuộc đời cả tuổi thanh xuân, cả thời son trẻ, chẳng màng đến lợi ích cá nhân, không nghĩ đến tình cảm riêng tư nhỏ bé. Thầy chỉ biết cho đi mà không cần nhận lại về phía mình. Thầy như người lái đò chân thành, lái con đò tri giác đưa khách sang sông, từng đợt thế hệ một, tiếp nối nhau qua bờ trí tuệ, qua bến đỗ nhân sinh. Làm sao có thể đếm hết, biết bao khách đã sang sông, biết bao ước mơ được chấp cánh, biết bao khát vọng đã vươn xa. Cuộc đời thầy hy sinh, đó là quy luật muôn đời. Vẫn biết thế, nhưng trong con không sao nói hết tấm lòng thầy tôi.